trong bài kinh nào đó Đức Phật đã là thành Phật từ lâu. Đảng sanh xuống đây chỉ là thị hiện cho chúng sinh để biết noi theo mà tu tập. Ở trong thiền tông có gọi cái này là thổng tay vào chờ vậy thư sư trong kinh điển nguyên thủy có ghi chép điều này không? Và câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật từ trước đó nên hiểu thế nào cho đúng chánh pháp? theo kinh tạng nguyên thủy thì không có chuyện đức phật đã là phật từ lâu và cái chuyện xuống đây chỉ là thể hiện chuyện đó không bao giờ xảy ra trong kinh tạng nguyên thủy không có chuyện đó cái thứ hai là sư dựa vào một số vấn đề để sư nói rằng cái cơ sở này không thành lập thứ nhất khi tái sanh á đây gọi là khi đầu thai ấy, Thì phải đầu thai bằng tâm tham Học A thì đạp thì biết Khi đầu thai phải đầu thai bằng tâm tham Mà một vị thánh thì làm gì có còn có tâm tham Cái thứ hai Một vị thánh ấy, Nói nó hơi khó nghe Một vị thánh không thể xuất ra tinh dịch. Dù cho vì mục đích chữa bệnh. Mà nếu như không thể xuất ra được á. Thì làm gì có ngày lầu la. Hiểu không? Nói thẳng ra là vị thánh là không có khả năng. Không có khả năng là làm chuyện nam nữ bởi vì vị thánh là đã đoạn là vị thánh chánh đẳng chánh giác đã đoạn tuyệt hoàn toàn tham ái mà muốn gọi là muốn làm được cái chuyện nam nữ thì phải có tham ái thành ra là chuyện nó không thể xảy ra được còn cái chuyện mà gọi là đã thành phật từ trước nên hiểu thế nào cho đúng chánh pháp thì như sư nói trong kinh tạng nguyên thủy thì không có chuyện này